Khoa Dũng xin kính chào quý vị khán giả đang xem kênh Gen Vlog. Chúc quý vị khán giả một ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Phan Dũng xin giới thiệu quý vị khán giả, hôm nay Phan Dũng sẽ nấu một món ăn rất là ngon, độc lạ mới, đó là bí hầm bắp bò. Nhưng bí ngày hôm nay không phải là bí bình thường đâu quý vị khán giả, đó là bí rất là hiếm có ở Việt Nam và được nhập khẩu từ Campuchia và có tên là quả bí xúc xí. Và được cô bán rau củ giới thiệu, quả bí này rất là to, nặng khoảng 20 kg và có giá trên 60.000 một ký. Và hôm nay Phan Dũng mua một phần bí về hầm với bắp bò xem thử có ngon hay không. Mời quý vị khán giả cùng xem và thưởng thức với Phan Dũng nha. Và bây giờ Phan Dũng sẽ quay camera lại gần cho quý vị khán giả cùng xem. Đây là quý vị khán giả, đây là cái phần vỏ, đây phần vỏ của quả bí nè quý vị khán giả, là nó xù xì giống như da cóc. Và phần thịt ở trong rất là vàng. Và đây là phần thịt bắp bò. Và đây là rau để chuẩn bị hầm. Và bây giờ Phan Dũng sẽ làm cho quý vị khán giả cùng xem. Và bây giờ Phan Dũng sẽ gọt quả bí để hầm nha quý vị khán giả. Đây là quý vị khán giả, phần bí rất là vàng nha quý vị khán giả, nhìn rất là ngon. Phần bí đã được sắt xong và bây giờ mình sẽ rửa sau. Và sau đây Phan Dũng sẽ làm phần bắp bò chuẩn bị nấu. Và đây xin giới thiệu quý vị khán giả, phần bò Phan Dũng đã sắt xong rồi.
Nhìn rất là ngon nha quý vị khán giả. Và bây giờ mình phi tỏi cho thơm. Sau đó cho phần bắp bò đã rửa sạch vào xào sơ qua. Xào sơ đều qua. Không nên xào chín nha quý vị khán giả. Xào sơ qua thôi. Sau đó xăng thập lại và cho phần nước vào để hầm cho phần bò nó mềm gần chín. Rồi sau đó mình sẽ cho phần bí xốc xí vào hầm. Xào sơ qua cho nó săn thịt lại. Không nên xào chín nha quý vị khán giả, nếu mà xào chín thì nó sẽ dai lắm. Mình chỉ xào sơ qua cho nó thơm lên thôi. Rồi bây giờ cho phần nước vào để mình hầm cho bắp bò nó mềm. Rồi giờ mình đậy nắp lại hầm riu riu cho bắp bò mềm nha quý vị khán giả. Và sau khi phần bò đã mềm, quý vị khán giả hãy nêm gia vị vào cho phần bò mình nó thấm nha. Mình nêm gia vị vào cho phần bò nó thấm một chút xíu nữa rồi mình cho phần bí xốc xí vào nha quý vị khán giả. Mình nêm xem thử có vừa ăn chưa. Rất là ngọt. Và bây giờ mình cho phần bí vào. Vớt cái phần màng đi để cho nước nhìn nước bí nó sẽ trong lên. Và phần bí sắp chín rồi nè quý vị khán giả. Đây nhìn rất là hấp dẫn luôn. Một chút xíu nữa là chín. Đây. Quý vị thấy không? À quý vị khán giả. Quá ngon luôn. Mình cho một ít tiêu xay vào nha quý vị khán giả.
cho cái phần phần nước nó thơm mùi tiêu. Mình sẽ cho cái phần ngò gai vào nha quý vị khán giả. Cho một phần ngò gai vào. Thơm lắm quý vị ơi. Quá thơm luôn. Thơm quá quý vị ơi. Wow, hấp dẫn quá. Đó, phần bắp bò. Và bây giờ phần bí xấu xí hầm bắp bò đã chín. Phan Dũng mời quý vị khán giả cùng thưởng thức. Bí mềm dẻo, ăn có hậu ngọt. Rất là ngon. Còn có quý vị khán giả ơi, Phan Dũng xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi và ủng hộ kênh Ken Ken Vlog. Và bây giờ Phan Dũng xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong video mới.